Ok, đây sẽ là một cái video đầu tiên của mình làm về những cái trải nghiệm đạp xe của mình. Thì hôm nay mình xin muốn chia sẻ một câu chuyện ngắn thôi. Đó là về cái việc mình đã đi tìm giày và mình đã từng rất vất vả và tốn rất là nhiều tiền để có thể tìm được một đôi giày đạp xe ưng ý như thế nào. Thì như các bạn đã biết, chắc hẳn chân của mỗi người sẽ mỗi khác nhau. Nhưng mà bàn chân của mình thì lại bị một cái gọi là nó khá là lạ. Nó lạ cái chỗ là chân của mình khá bè, gót chân của mình hẹp, cái phần thể tích của chân tương đối là cao, và các ngón chân của mình khá là vuông vuông, tức là khi mà ngón cái với lại ngón cái của mình nó gần như là bằng nhau. Thì mình sẽ để một cái hình ở đây, nếu các bạn không ngại mình sẽ có một cái hình ở đây. Thì chính chính là vì những cái vấn đề này đã khiến mình đã luôn luôn phải sai sấp, đôi lúc là nửa sai, đôi lúc là thậm chí là cả một sai cho những đôi giày sneakers mang hàng ngày, kể cả việc giày chạy bộ và cho tới việc giày đạp xe. Nhưng mà không ngờ rằng với việc đạp xe thì nó lại kéo theo những hệ quả rất là nghiêm trọng. Tại vì sao? Tại vì giày đạp xe không những là nó support chân mình mà nó còn có thêm một cái khu vực để mình bắt cái cleats ở dưới đế giày. Thì cái vị trí bắt cleats này nó sẽ trực tiếp ảnh hưởng bởi cái size giày, tại vì giày càng lớn nó sẽ càng đi lên và giày càng bé nó sẽ giật ra phía sau. Thì khi mà một người cảm thấy bị kích bề ngang, khi mà giày bị kích bề ngang, cái việc đầu tiên các bạn nghĩ tới sẽ là có thể là mình sẽ lên nửa size không đủ, mình sẽ lên một size. Nhưng mà đây là một cách làm hoàn toàn sai. Cách làm đúng nó sẽ là tìm một đôi giày có một cái form fit, là một cái form dày, form rộng phù hợp. Ok, thì trong bộ môn đạp xe, mình luôn luôn khuyên bạn bè, những người anh của mình mới nhập môn rằng là mình nên hạn chế tối thiểu cái việc tăng size giày để cảm thấy thoải mái. Tại vì là nó sẽ thay đổi cái vị trí bucket list này như mình vừa mới nói. Mặc dù là clip nó cho phép bạn chỉnh có một cái cự ly nhất định, nhưng mà nếu như bạn lên nửa size, tức là cái này nó sẽ lệch đi tầm nửa cm, và một size đó là 1 cm, nhiều khi nó sẽ làm mất đi cái giải tăng chỉnh mà bạn cần. Từ đó xảy ra cái việc là có thể clip nó bắt đầu nó sẽ hơi hướng ra phía trước quá, điều đó sẽ ảnh hưởng tới việc là khi mình đạp xe mình sẽ bắt đầu bị mỏi ở cổ chân hơn, có thể bị căng ở lòng bàn chân hơn, và kéo theo cả một cái hệ quả dọc những cái khâu chuyển động biomechanics từ bàn chân lên tới đầu gối và thậm chí là tới cả khớp hông. Thì chân là một trong 3 điểm tiếp xúc quan trọng nhất của việc đạp xe, nó là từ chân là bàn đạp cho tới yên là nơi mình ngồi và tay, 3 điểm tiếp xúc duy nhất. Vậy bắt đầu chân rất là quan trọng. Ok, và bạn chỉ nên size up nếu như đó là phương án cuối cùng, khi mà tất cả những cái form giày khác đều không còn nữa thì mình bắt buộc mình phải size up. Và khi mà mình size up như vậy, mình sẽ có những cái giải pháp để mình có thể lùi cái clip lại phía sau. Đó là những cái adapter được bán ở trên trên mạng khá là nhiều, nhưng mà những cái này vì là làm thường thường là nó chạy CNC ở cái số lượng ít nên là giá thành của nó cũng khá là cao. Ok, thì lòng vòng sơ bộ cái vấn đề giày là đủ rồi, thì mình sẽ bắt đầu tiếp với câu chuyện cá nhân của mình. Thì như đã nói trên thì mình có chân khá là bè, gót của mình hẹp, thể tích cao và phần ngón chân khá là vuông. Thì hình ảnh mình sẽ ok mình sẽ đem lại cái hình ở đây. Nhưng các bạn sẽ tự hỏi, nếu như mà chân lại như vậy thì là làm gì có cái mũi giày nào giống như vậy? Thì với mình, khi mình từng ấy mình đã size up thậm chí là nửa size, một size cho những đôi Shimano. Mình đã từng trải nghiệm Shimano RC3, mình đã trải nghiệm Shimano RC7. Nếu nhớ không nhầm là có một đôi Physics Overcurve nữa. Thì tất cả những đôi của mình mua lúc đấy đều là giày có bản wide fit, tức là tôi nói với cái việc là giày và bản bản rộng. Nhưng mà khi mà trải nghiệm như vậy thì mình nhận ra được một điều rằng là không phải cái giày nào nói bản wide thì nó sẽ thật sự là một cái giày wide. Tại sao mình nói như vậy? Bởi vì ví dụ như Shimano đi, này giày của mình, thì nếu như các bạn cầm trên tay một đôi wide và một đôi fit bình thường thì các bạn sẽ thấy rằng cả hai đều có cùng một cái đế giày.
Thì cái cách mà Shimano làm cho nó thể fit được những cái người có chân bè là Shimano sẽ đo và may cái phần upper, là cái phần cấu trúc vải ở trên, vật liệu da ở trên, nó cho phép thêm một vài mm để cho cái chân mình nó nở. Thì đó là cách làm của Shimano, cũng như là tương đối những cái hãng khác. Nhưng mà điều đấy dẫn tới việc là khi mà bạn mang thì với cái phần đế vẫn hẹp, mình sẽ luôn luôn có cảm giác là chân của mình nó bị tràn ra ngoài. Nên là chính vì vậy hôm nay mình sẽ đưa một cái tip đầu tiên khi mình lựa giày. Nếu như giày mà nói là giày white thì nó phải white bắt đầu từ đế. Đó là điều thứ nhất. Thì chính vì điều đó hôm nay mình sẽ có một cái ví dụ rất là hoàn hảo. Đây là một đôi giày cá nhân của mình. Đây là một đôi Bond Vapor. Mình mang khá là cũ. Đôi này cũng đã ngoài 20.000 km. Thì các bạn thấy cái đế của nó là một 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 trời một vực. Mình sẽ để hai cái đây. Ok, cái phần phần đế carbon gần như to hơn rất nhiều, nhất là cái phần ngay giữa cái eo dài như thế này đấy. Thì với đôi bond này mình đã mang ngoài 20.000 cây, không có vấn đề gì cả. Ở vị trí bắt clip thì gần như là hoàn hảo. Vốn mình là một người thích lùi clip ra sau để mà nó ổn định hơn cái chuyển động của mắt cá, nên là đây là một lựa chọn rất là hoàn hảo đối với mình. Thì Bond thì lại có một cái shape dài rất là khác biệt. Đây, với phần mũi vốn vuông hơn và nó có độ cong xuống thoải hơn, kèm với có một cái phần U bên hông. Cái U bên hông này là nó ngay cái chỗ xương, ngay cái xương dưới cái ngón cái, là ngay chỗ first metatarsal. Thì như các bạn thấy so với mũi giày của Shimano khác rất nhiều. Tuy khác như vậy nhưng thực chất đây lại là một cái shape rất là thông dụng so với bàn chân của con người, là một cái shape vốn rất là tự nhiên. Nhưng mà riêng ở của mình thì là nó lại là một cái phiên bản vuông hơn như vậy nữa, vì đây là một cái đôi bản Asian fit của Bond. Nó cho phép cái mũi nó vuông hơn, vẫn giữ với độ rộng tương đương với bản wide bình thường của hãng, và kèm với một cái gót hẹp hơn. Đó. Thì với cái phần đế của Bond, cái phần đế của nó là một miếng carbon ôm lên tới tận bên hông của giày. Cái nơi mình đang cầm đây vẫn là liền với cái đế. Thì khi mà một cái đế nó ôm chân như một cái bồn tắm như vậy, thì hãng đã sử dụng một cái loại epoxy đặc biệt cho phép nó có mềm hơn, có một cái độ flex nhất định khi mà mình bỏ vào một cái lò nướng ở nhiệt độ 70 độ sau 20 phút. Điều đấy khiến cho mình có thể tinh chỉnh cái fit của giày thêm một tí nữa, trong một cái phạm vi cỡ 1-2 mm, tức là nó không nhiều, nhưng mà nhiều khi bạn cần một ly. Một ly là cái có thể một cái khác biệt, một trời một vực. À, và cái việc hấp nhiệt như vậy nó cũng không có giới hạn số lần, nên là mình đã làm chắc cũng chắc trên dưới 5 lần. Nhưng mà nếu như bạn có thể nếu như trong thời gian đạp xe mình có những chấn thương dẫn tới việc là mình bị u xương hay gì đấy, thì mình có thể dùng cái biện pháp hấp nhiệt để mình có thể nong cái giày ra thêm một tí nữa. Nhưng mà nếu như cái việc bạn nong lên mà nó vẫn không đủ thì bạn yên tâm, tại vì Bond nó còn làm một cái bản rộng hơn, đó là bản double wide. Và với những bạn chân hẹp thì Bond nó có một phiên bản narrow, là giày hẹp cho những ai chân ốm. Đó là mình nhớ không nhầm là Bond sẽ có tổng cộng bản hẹp, bản thường, bản rộng, bản double rộng, xong rồi bản Asian fit và bản double Asian fit, double wide Asian fit, tổng cộng là 6 6 phiên bản. Thì nếu như các bạn nghĩ một cái hãng giày nó có size tầm mình đoán đại là 13 size thôi, thì 13 size nhân với lại 6 cái mẫu khuôn, thì đó là cái chi phí mà Bond sẽ phải làm khuôn giày. Nó sẽ những cái là giá thành nó sẽ hơi cao. Nhưng mà nó vẫn tương đương với những đôi S-Works, nó sẽ vẫn tương đương với những đôi DMT hàng đỉnh, vẫn tương đương với những đôi Physics hàng đỉnh. Nên là mình thấy cái giá trị ở đây Bond đem lại cho mình giá trị cao hơn rất là nhiều. Tại vì hãng vốn chi phí sẽ rất cao. Thì Bond thì là một cái đôi giày nó giải quyết được những cái vấn đề fit của mình. Nên mình sẽ hơi thần thánh hóa quá quá mức, nhưng mà với mình nếu như không có Bond thì mình sẽ không mang đạp xe thoải mái tới tận như vậy. Nhờ cái cấu trúc phong giày đặc biệt như vậy,
và mình có thể mang một đôi giày gọi là stiff bậc nhất, cứng bậc nhất một cách rất là thoải mái, và đảm bảo hoàn toàn những cái chỉ số butt clip của mình là những chỉ số tối ưu, và luôn luôn đảm bảo với cái việc biomechanics cho việc đạp xe xương khớp sẽ không có bị những cái rủi ro về chấn thương. Thì nếu như các bạn thử ngẫm lại những cái điều mình nói, thì có ai đã đối mặt với những cái vấn đề tương tự như mình? Nếu như giày của bạn để mà nó vừa bề ngang thì bạn sẽ phải lên nửa size, lên một size dẫn đến việc bị dư mũi, thì đây là cái dấu hiệu đầu tiên để nói rằng đôi giày đó không hợp với bạn. Ok, và các bạn thấy video chia sẻ này nó có bổ ích, và từ đó có thể xem xét các tiêu chí trên khi mình lựa ra một đôi giày đạp xe mới. Thì mình sẽ nhắc lại hai cái tip mình thấy rất là quan trọng. Đó là cái tip thứ nhất, một đôi giày wide nó phải thật sự nó phải rộng từ đế, và cái điều thứ hai là khi mà bạn mang một đôi giày vào, nó sẽ phải cảm giác là nó ôm trọn vừa đủ, nhưng mà nó đem lại cảm mình sẽ không có cảm giác mình mang giày, nó phải là một cái điều tự nhiên, nó là một cái cảm giác giống như là vừa khít, thoải mái hoàn toàn không bị bó. Và cái thứ ba là nếu như giày của bạn phải lên size đủ để vừa để mà dư mũi, mình tìm một đôi giày khác. Thì sau đây mình sẽ có những cái video tiếp theo để chia sẻ tiếp về những cái đôi giày khác cho cái việc này. Thì một cái hãng khác nó sẽ là một cái hãng Lake. Lake cũng vốn rất là nổi tiếng, có những option rất là hay, phù hợp với rất là nhiều người. Nên là hẹn gặp lại các bạn ở lần sau. Bon.